Xin chào mọi người. Thì buổi sáng đầu tiên khi mà thức dậy á, là vợ mình pha cho mình một cái ly cà phê đậm chất hương vị Việt Nam, cà phê sữa, cà phê phính nha, khi đi camping đó. Và giới thiệu với mọi người, đây là một cái hàng cà phê của một em người Việt làm tại Úc đó. Cà phê mình sử dụng thì mình thì cũng rành cà phê lắm, nhưng mà uống cảm thấy thơm ngon đó, cho nên muốn giới thiệu cho mọi người đó. Em này là cũng là một trong những cái khách hàng của mình đấy, thì mình cảm thấy ngon cho nên là mua ủng hộ đó. Đây là cái cà phê này pha trong phin này đó. Sáng dậy thì mình nấu nước ở trong cái này, nó sôi rất là nhanh, xong pha nước vào đây pha cà phê đó. Là bây giờ có một ly cà phê trong này. Yeah. Đấy, bây giờ chỉ cần đổ qua đây là thành một ly cà phê sữa. Cái này là mình pha 2 ly cho nên mình đổ nhiều sữa nhá. Rồi, khuấy này. Đó. Buổi sáng thì mình uống cà phê đậm đâu. Uống cà phê đậm là say nguyên ngày là mệt lắm. Cho nên là phải cà phê đây, nhiều sữa. Mà từng này là 2 ly ạ. Chứ 1 ly uống là đi luôn á. Rồi. Thử miếng xem nha. Xin mời mọi người nha. Phê quá ngon luôn, quá ngon. Chúc mọi người một buổi sáng vui vẻ nha. Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với YNK Adventure. Thì hôm nay là một cái chuyến đi đầu tháng 6, cụ thể là ngày mùng 2 tháng 6 năm 2022, là cái chuyến đi là đi bắt crayfish của vợ chồng tụi mình. Thì từ năm 2019 tới bây giờ tụi mình mới đi bắt crayfish lại. Con này gọi đúng là Mary Spiny Crayfish, là chỉ được bắt từ mùng 1 tháng 6 tới 31 tháng 8. Thì cho nên là vợ chồng tụi mình đã cố gắng thực hiện cái chuyến đi này. Thì như hôm qua mình đã quay cho mọi người xem là cái cảnh tụi mình lốt đồ trên xe này. Rồi buổi tối tụi mình tới, mình tranh thủ quay cho mọi người cái cảnh mà mình set up cái khu vực camping của tụi mình. Đó. Thì hôm qua hơi tối cho nên cảnh quay nó không được rõ. Thì sáng nay mình mới dậy, mới pha xong ly cà phê. Thì bây giờ rảnh rỗi mình sẽ quay lại cho mọi người xem toàn cảnh mà mình sẽ set up đi cắm trại vào mùa đông như thế nào. Cần có cái gì nếu các bạn thực sự muốn đi nha, là không có cái gì khó khăn hết á. Chỉ cần các bạn chịu khó và yêu thích muốn đi là được. Đó, thì hôm qua ở đây là có mưa này, rồi thời tiết lạnh này, nhưng mà mình ngủ ngon, không bị thức giấc giữa đêm. Đó, thì bây giờ mình sẽ quay qua cho mọi người xem. Thì cái đầu tiên, vì đi bắt mà crayfish mùa này á, là mùa đông cho nên là hay mưa. Thì mình sẽ set up một cái bạt này. Đó, cái bạt này là mình nói lại là 3m nhân với 5m. Mình mua ở Audi là cỡ khoảng 29 đồng hay gì, nói chung là mua rẻ lắm. Đó, thì mua một tấm bạt này để mà che tất cả mọi thứ ở dưới lều, là bàn ghế này nó để khỏi phải dọn đi. Rồi ví dụ ngày này mà mưa thì mình sẽ ngồi trong cái bạt này không sao cả, không phải dọn đồ. Đó. Rồi. Thì mấy cái bạt này á, thì mình sẽ có cầm một cái khẩu súng. Đây, đợi, đợi mình. À, mình có mang một cái khẩu súng này. Là mang thêm mấy cái vịt để mà bắn vào gỗ nữa. Thì mình sẽ bắn vào nơi cấy á, để mình móc mấy cái sợi dây này. Đó, dây nó căng. Cực kỳ tốt luôn. Đó, rất là tiện. Mà một khẩu súng này rất là gọn. Mang cỡ khoảng một chục cái vít để bắn vào cây là rất tiện luôn. Rồi,
Đó là cái đầu tiên nói về cái bạt. Rất quan trọng nếu mà các bạn muốn đi mùa đông. Tại vì á, kể cả nó không mưa, các bạn cũng chịu khó treo cái này á, là để làm gì? Sương buổi tối á, tầm khoảng 8-9 giờ tối là sương nó xuống. Thì ngồi dưới này mà không có cái bạt này á, là nó lạnh lắm. Đó, thì có cái bạt này nó rất là đỡ lạnh luôn. Rồi, cái thứ hai là cái toilet rất là cần thiết luôn, nhất là có phụ nữ đi cùng hoặc là có trẻ em. Mình nói rất là nhiều lần trong video của mình rồi, là mình khuyến khích các bạn á, là nên, nếu mà xác định đi cắm trại là nên sắm một cái toilet ở trong này, đi như ở nhà, dọn dẹp rất là sạch sẽ, không có lo lắng gì luôn. Đó, rồi mưa này nó chứ đi toilet ở trong này khô ráo không có gì hết này. Các bạn thấy này, đêm qua mưa này toilet nó ướt này. Đó, nước này, trong này khô ráo không có gì cả. Rồi, thêm một cái lều của mình, lều áo đi, lều đều. Đó, yeah. Mưa như vậy nằm trong lều không có sao cả, rất là thoải mái luôn. Thêm chăn, thêm đệm là perfect. Rồi bây giờ mình đi ra bờ sông, mình quay cho mọi người xem nha. Đây, đây là cái cảnh bờ sông, câu cá của vợ chồng mình. Thì đêm qua đi ngủ á, ở Úc á, đúng luật là phải thu cân vào. Đây, như thế này này. Đó, ở Úc đúng luật buổi tối đi ngủ là nên thu cân vào, chứ không được thả cân như vậy. Tại vì thả cân như vậy là cả cành câu này nó rồi nó bị mắc á, nó chết. Đó, thì luật mình đọc là như vậy. Còn mọi người... nếu mà ai có ý kiến hoặc bình luận gì thì thả ở dưới comment cho mình nha. Đó, thì mình có 4 cân, mình 2 cân, vợ mình 2 cân ở bên kia. Thì tụi mình đi ngủ rồi tụi mình kéo vào hết. Đó, để cân như vậy nhưng mà kéo vào chứ không cho lưỡi câu ở xuống dưới nước. Đó. Còn lòng mà bắt crayfish á, là mình thả dưới sông. Thì lúc nãy mình check á, có một cái lòng, nó thả mất cái môi đi rồi. Còn cái lòng không, trời ơi trời. Là chút nữa là ăn sáng xong xuôi là phải buộc môi lại để mà thả tiếp. Lão thật chứ, tối nay là cấp 2 là mình để cái cây bồ thai như vậy mà không biết nó lấy nó moi kiểu gì mà đứt luôn, đỉnh cao. Mà cái dòng sông chỗ mình đi á, là bắt được crayfish này theo mùa này. Mình có thấy với bắt được giá bi ở đây này, rồi tôm xong rất là to luôn. Chặn tôm đó mà bắt làm bánh bột lọc hoặc là bánh xèo á, ở ngay chỗ camping nhá, bà chạy bò chết. Đó, cho nên các bạn thấy mình có mấy cái lòng nhỏ để mà thả bắt tôm xong này. Đó, tôm này cái càng là to lắm. Rồi, sáng nay thì quay như vậy cho mọi người xem. Rồi hôm nay mà bắt thêm được cái gì á, thì mình sẽ quay update tiếp cho mọi người nhá. Còn hôm qua là đoàn đấy cứ khoảng 12 giờ, 1-2 giờ sáng gì á, là bắt được một con cá. Ban đầu mình xem video á, ban đầu mình câu lên á, tại là tối quá, thì mình tưởng là cá mú. Nhưng mà một hồi lúc mà coi kỳ lại á, là hóa ra con đó là trout cod. Thì con mà trout cod á, thì nói cho mọi người biết luôn là bất kể sai nào cũng phải thả. Tại vì con đó là nằm trong cái diện bảo vệ hoàn toàn, là không có sai nào được bắt hết. Thấy là thả. Đó, thì rất may là con đó mình câu ngay tới cái mép của cái miệng, cho nên là thả nó xuống là như trong video lúc mà mình thả á, là nó bơi khỏe lắm. Đó, là mình như vậy là mình vui. Tại vì nó vẫn đáng gì một con cá, nhưng mà mình làm đúng luật là người khác người ta xem video của mình thì người ta sẽ học theo. Mình mong là người ta sẽ học theo, hoặc là những cái người mà người ta có cái cách nhìn không hay thì người ta cũng sẽ thay đổi cái cách nhìn đó qua những cái hành động của mình. Cho nên là mình khuyến khích các bạn cũng nên làm theo những cái gì mà trong luật nó đề ra nhá. Mặc dù mình biết cái con cá mà 45 xăng như vậy nó bự chứ, nhưng mà cứ thả đi rồi các bạn sẽ cảm thấy vui.
Đó, thì hôm qua mình biết nó trout cod, cho nên là cái việc đo con cá đó chỉ là để mình biết nó dài bao nhiêu thôi, chứ nó không nó không nói lên việc là nếu mà nó đúng 55 xăng thì mình có thể giữ, tại vì nó là trout cod, là con cá được bảo vệ cho nên không được bắt đó. Thì yeah, nếu mà hôm nay nếu may mắn mà bắt được thêm á thì mình sẽ quay thêm cho mọi người. Thì vừa mình làm bữa sáng cho mình quay cho mọi người xem. Đây là có trứng này, có xúc xích, mà xúc xích này xúc xích Việt Nam nhá, bao ngon. Rồi có bánh mì với bơ này. Đó, buổi sáng đi cầm trại ăn như thế này là quá no, quá ấm bụng luôn. Rồi, bây giờ mời mọi người cùng ăn sáng với mình nhá. Úpa! Một cảnh tượng gì đang diễn ra đây mọi người? Đây là cái xe của mình mới đổi lần đầu tiên đem đi cắm trại vào mùa mưa. Lần đầu tiên bị mắc lây luôn. Thấy ba luôn. Hôm qua do mình tới đây cũng tối, trời tối rồi, không thấy đường. Đó, mà đèn xe của mình thì không đủ sáng nữa, cho nên là dự tính đi một đường nhưng mà xe là đi một hướng đó. Thấy chưa, như kỳ hồ này thì làm sao mà làm khó được mình bình thường. Xe Corolla của mình ngày xưa đời 1995 còn vượt qua được thì nói gì xe này, nhưng mà xe này đợt này đi mình chặt nhiều đồ quá cho nên cái gầm nó bị thấp, giảm sóc nó bị hạ xuống nó thấp quá, cho nên đi qua đây mình để ý mà trời tối nữa thấy đường và xe nó bị sập hầm. Bây giờ coi kìa đó. Cho nên bây giờ á, xe trước của mình là đầy đủ đồ nghề, rồi còn lốp đi bùn nữa, cho xe này là giờ là bỏ tay rồi đó. Cho nên là sáng nay dậy, hôm qua tới trễ quá cho nên là thôi thử một lúc mắng thấy được là thôi vạc đồ ở trong xe ra đi set up lều trại kìa đã, rồi xe này thì sáng hôm nay để tính sau. Chứ theo cái xe này cả đêm chắc là lều trại là không set up được, là chắc là đêm ngủ trong xe luôn á. Đó, cái gì khó quá bỏ qua cái đã. Giờ sáng nay á là mình sẽ xem xét rồi đi cắt mấy cái cùi để tại vì nếu mà mình có cái recovery track á, cái mech track á, để giờ cái lốp á là đi ra chỗ này rất là đơn giản luôn, nhưng mà hiện tại thì mình chưa sắm được, cho nên là tại vì mình cứ đợi sale chưa sắm được, cho nên là đợt này đi mà cũng mắc cười cả là mình đã có linh tính, mình đã kêu vợ mình là cần nên đi mua cái sẻng để mang theo không, tại vì mùa mưa mà xe này là lần đầu mình cho đi mùa mưa nữa, cho nên là mình cũng hơi quan ngại. Mình đã tính nói vợ mình là đi mua cái sẻng để mà mang theo rồi, mà ai ngờ là đó, tính trong đầu xong cái là bần quá chưa đi mua kịp, là thôi xe là dính luôn. Thôi kệ, đâu có ai dám khẳng định là đi cắm trại đi off road là không bao giờ mà bị mắc lây đâu. Cứ mắc lây như thế này thì có kinh nghiệm thôi. Đó, nếu mà vượt qua được thì gọi sự trợ giúp của người thân. Mà khi mọi người mà coi được cái video này là chứng tỏ là tụi mình đã về nhà an toàn rồi đó. Rồi thì bây giờ mình sẽ đi cắt một ít gỗ lọt dưới lốp, xong rồi thử xem tụi mình có vượt qua được cái hố này không nhá. Rồi bây giờ á, mình sẽ cắt mấy cái củi này mỏng mỏng như vậy để lọt vào cái lốp, để thử xem cái lốp nó có bấu vào đây để nó vượt qua cái chỗ bị lún nha. Cái bây giờ chỉ có thử thôi, chơi hết cách rồi. Đó. Thì đi cắt gỗ á, mình nhắc lại là mọi người nhớ nên mang găng tay này, găng tay dài á, rồi nhớ có cái kính. Mai mà có cái kính thì nhớ cẩn thận, nó bắn mấy cái mun cưa này nó bắn vào mắt là nguy hiểm lắm nha. Đó. Cái này là mình khuyên mọi người thôi, thế còn ai sai hay không là cái đó là quyền của mọi người. Mình thì mang đi cho nên mình sẽ phải tự cẩn thận nhá.
Đây là mấy cái miếng gỗ mà mình mới cắt xong. Đó, tạm thời cắt như thế này rồi đã. Thì bây giờ mình sẽ đào đất, vậy là tạt bớt nước ở dưới lốp xe ra. Đó, sau khi chút nữa mình sẽ bỏ dưới lốp xe như thế này này, mong là nó sẽ bám và nó sẽ vượt qua. Đó, thì bây giờ mình sẽ chuẩn bị cái công tác đó trước nha, để có gì mình quay tiếp cho mọi người. Rồi, mình đã chuẩn bị xong, mình đã nhét củi về đôi dưới lốp xe hết rồi. Bây giờ mình sẽ vào xe thử phát đầu tiên, thử xem như thế nào, mong là thoát qua được cái chỗ này. Để xem nhá. Đó, mọi người thấy mình đỉnh chưa? Sướng quá, mình đã tự thoát qua cái hố. Để chuẩn bị mình quay xe lại xong rồi mình cho mọi người xem. Nhưng mà đó, để mình chờ cái xe xong mình xuống, mình sẽ nói lại với mọi người cái câu chuyện này. Đó, để mình chút xíu, mình dắt cái xe lại cái đã. Vui quá, không phải kêu cứu hô cứu hiệp gì hết đó. Đây là một kinh nghiệm cho bản thân mình và cho nhiều người đấy nha. Hết sức cẩn thận khi đi cắm trại vào mùa đông. Nhưng mà nói chung là mình thoát ra được rồi, vui rồi. Rồi. Sướng quá mọi người. Cái này là không phải tự hào, nhưng mà nói chung là một phần may mắn. Nhưng mà đây cũng là một kỳ kinh nghiệm cho mọi người. Nếu mà anh có xe 4x4, giống như cái xe cũ của mình ngày xưa là cái vùng nước đó là nhắm mắt đi qua. Đó. Nhưng mà mình cũng sẽ nhắm mắt đi qua, mình sẽ cẩn thận. Nhưng mà đó là nói một cái câu chuyện như mấy anh Tây á, là anh sẽ băng qua cho anh lo ngại gì cả. Nhưng mà mình kể cả xe mình đi có lốp đi bùn, mình cũng sẽ tránh. Đó. Thì xe này đi là một cái chiếc xe gọi là standard, bình thường ha, xe gia đình. Đó. Nhưng mà vì đam mê đi cắm trại thì mình bất chấp. Với cả mình muốn học hỏi cái kinh nghiệm nữa, có bị mắc kẹt hay cái gì á, mình phải tự vượt qua. Cùng làm thì kêu người giúp đỡ, nhưng mà có những cái ngày như thế này thì mình mới có kinh nghiệm cho sau này. Tại vì không ai mà hoàn hảo để mà đi mà không bị dính bùn hết á, cho nên mình không có gì gọi là cảm thấy xấu hổ. Và nếu các bạn có bị mắc kẹt á, cũng đừng cảm thấy xấu hổ và đừng có bị ngần ngại là đi cắm trại mùa mưa sẽ bị mắc kẹt xe này nọ. Nếu các bạn chuẩn bị đủ mọi thứ thì không phải lo. Đây là mình chưa chuẩn bị đủ, nhưng mà nếu mình kiếm cách khắc phục thì nó vẫn có thể vượt qua được. Rồi, cho các bạn xem cận cảnh cái xe của mình sau khi thoát ra cái hố bùn này. Cái hố này khả năng nhưng phải là giỡn chơi đâu nhá. Đó, thấy bùn không?
chưa? Lốp sau này bùn bắn đầy xe luôn. Lốp sau này mà cái lốp sau á với cái lốp trước đó á, là nặng nhất. Rồi hơn nữa là cái gầm xe mình là mình quên cho mọi người coi là cái đất nó bám sạt ngay cái này luôn, coi như là không có clearance, không có khoảng trống, quật luôn. Bên này thì đỡ hơn này, nặng nhất là bên driver, bên lái á, đó bên này đỡ hơn. Rồi bây giờ theo chân mình quay lại cái vùng nước thần thánh đã làm tối qua làm hai đứa mình quẹo giò nhưng mà sáng nay là đã thoát ra được, rất là mừng đấy. Mà lúc nãy mọi người có coi quay cái cảnh này không? Xe nó bị coi như là mất cái đồ bám à, nhưng mà mọi người đừng có đạp ga coi như là điên cuồng mà phải nhấp để cho cái xe của mình là vừa có cái lực đẩy ra mà vừa bám lại được, thấy không? Cho mọi người mà cứ cố gắng đạp ga mạnh á là nó càng bao xuống cái đường. Mọi người thấy cái đồ trớn không? Thì nếu mà đạp ga mạnh cả nhờ nó đấm vào những cái gốc cây, ví dụ như gốc cây này chẳng hạn. Đó thì nó rất là nguy hiểm, cho nên là nhớ đánh tay lại kiểu liên tục, nói chung là phải biết kiểm soát cái ga của mình. Này. Quả nhìn ghế chưa? Mà lúc này ở đằng kia là mình đã rất là e ngại về cái chuyện mà xa lây vào bên này rồi. Mình đã nói trước với vợ mình rồi. Đấy. Nhưng mà rất may là thoát ra được nhá. Chứ không mà vô đây một phát nữa là thôi. Mình không biết nói sao luôn á, cạn lời luôn á. Đây. Và cái chỗ này là cái chỗ cái chỗ đã làm tụi mình là quẹo giò đây này. Để thấy chưa? Là tối quá đi chơi tối. Tới đây chơi tối rồi. Cho nên là xe mình từ trên kia xuống này. Thì mình á tính á là đi giữa hai cái gô đất này thôi. Đó, chứ không đi vào cái vùng nước. Nhưng mà mới đi qua một nửa thì trời tối không thấy đường, đèn xe này yếu lắm. Cho nên là cái chỗ này rất là trơn. Vợ mình là có đi bộ qua thử rồi, thấy ok rồi. Nhưng mà không ngờ là nó vẫn trơn. Vậy là xe mình là chất nặng quá. Xe mình lốp 6 á là cái đầu nó nhỏng lên như vậy này. Đó, tại vì xe nhỏ mà mình mang quá nhiều đồ. Cho nên là nó cũng nguy hiểm. Băng qua đây cái thì xe nó bị trơn thì cái đuôi phía sau nó bị dạch sang bên phải, là khi mà cái đuôi phía sau nó dạch sang bên phải cái rồi á là cái đầu nó sụp xuống rồi, là rồi xong kết thúc. Là tụi mình thử chắc cỡ khoảng 15 phút á thì nói chung là cũng lo thật, tại vì là dự báo thời tiết kêu là mưa nè, chiều qua mưa rồi sáng nay sẽ mưa to, cho nên là mình muốn thoát ra nhanh nhất có thể, chứ không hôm nay mà mưa nó càng lây nữa là thôi bỏ tay. Nhưng mà cố mà không được thì đừng có cố quá, chứ không thành quá cố. Cho nên là thôi quyết định kêu vợ mình là thôi bây giờ để xe ở đây, tại vì từ chỗ này đi vô trong cái chỗ mà tụi mình cắm trại là xách đồ vào đi bộ cỡ khoảng 2-3 phút à, mà mình đi khám á, lúc nào mình có cái xe trolley để mà kéo củi á, thì lốt đồ xuống sạch dần. Mình nhờ vợ mình á là đem cái lều vô, set up cái lều trước để ít nhất mưa có cái chỗ ngủ. Đó, xong ngày sau đó mình mang nước, mang tất cả mọi thứ mà tụi mình đi camping vào dần. Đó, xong xuôi set up rồi mình đi cưa củi là việc quan trọng đầu tiên. Rồi đốt lửa để có cái độ ấm sau khi mà trời lạnh xuống á. Đó. Giữ ấm đã. Rồi á thì ăn uống này nó say rồi. Sáng mai tính tiếp. Yeah. Đó, thì lúc này á, mình cũng đã chỉ cho mọi người cái cách mà mình vượt qua cái này là như thế nào rồi. Thì bây giờ mình chỉ tóm tắt lại á, là khuyên các bạn là dù đi xe sedan, xe 4 chỗ hay là xe SUV cỡ nhỏ như xe mình, bất kể xe gì, nếu có điều kiện thì với đam mê với đi cắm trại như mình thì nên sắm ít nhất là một bộ Matrix Recovery Track, mà cái hàng của mình tin tưởng là cái hàng Matrix đó. Nên sắm một bộ rẻ thì giá 250, còn bộ mắc tiền á là một cặp là 500. Cái bộ 500 á là nó có những cái gai á các bạn có thể thay thế được khi mà nó bị hư hại, còn cái bộ 250 á
là cái gái đó là nó làm chung với cả nguyên cái bốt đó luôn, không thay thế được. Nhưng mà cái bộ 250 đó là nó rất là tốt rồi. Nếu ai có điều kiện thì mua bộ 500, không có điều kiện thì mua bộ 250, vẫn sử dụng tốt cho những trường hợp này. Còn nếu ai mà chưa muốn invest nhiều vào những cái như thế này á, thì có thể mua những cái bộ rẻ hơn, nhưng mà mình không recommend. Đó, mình chỉ recommend hai cái bộ của cái hãng Matrix, là một bộ á là original là 250, còn bộ kia là có thể replacement được những cái gai là 500 đồng. Thì các bạn có thể xem những cái đó ở Google, xem chỗ nào sale rồi mua, chứ đừng mua full price nha. Thì nếu mà có cái đó thì các bạn cũng sẽ làm như mình làm lúc này. Này, trời mưa này, lucky giờ vừa thoát ra nghe được trời mưa. Chứ không là nếu bây giờ mà mưa là chắc tình hình là còn tệ hơn nữa. Đó. Mình sẽ nói tiếp là nếu các bạn có cái Matrix như lúc này á thì đỡ cực hơn mình, với cái độ bám nó sẽ cao hơn. Là tốt nhất là có hai cặp, có nghĩa là có 4 cái thì hai cái lốp trước, hai cái lốp sau. Và nhất là những cái xe mà như xe của mình là gọi là all wheel drive. Xe của mình nó quảng cáo là 4-wheel drive, nhưng mà nó không phải là như vậy. Tại vì cái này là 4-wheel drive mà kiểu tự động thì nó cũng như là all wheel drive vậy. Nó không chỉnh được cầu trước hoặc cầu sau. Đó, không chỉnh được hai cầu. Thì nghĩa sao? Khi mà một cái lốp nó đã bị spin á, thì cái lốp còn lại á, là nó bị mất lực, là nó không vượt qua được. Nhưng mà nếu có cái Matrix đó á, thì xe của các bạn lúc mà đạp ga nó sẽ bấu vào cái bảng đó. Nó bấu vào cái bảng đó, nó nhồi cả cái xe lên á, là xe các bạn á, sẽ vượt qua được cái chỗ lây đó, và sẽ có được cái lực để đi tiếp theo. Và khi mà hai lốp sau bị mắc chẳng hạn, thì nó vượt qua được rồi á, xe nó đi tới rồi á, thì còn thêm được hai cái bảng ở phía trước nữa để giúp cho hai lốp sau nó vượt thêm một lần nữa. Chứ không lỡ vượt đằng sau xong gãy lên đụng ngay chỗ lún của hai cái lốp trước, nó mắc thêm lần nữa là thôi, không. Cho nên lúc nãy mình cắt gỗ á, là mình mặc dù á, hai cái lốp hai bên này nó bị kẹt thật, nhưng mà mình lót là mình vẫn lót 4 lốp, để cho tất cả 4 lốp nó cũng có cái lực để nó vượt qua luôn đó. Và khi mình cắt gỗ á, là mình kiếm những cái khúc gỗ mà nó to hơn cái một găng tay này á, để làm gì? Để cái tiết diện của nó là bằng giống như cái lốp xe luôn, thì nó bấu hết cả toàn bộ cả cái lốp xe, thì nó sẽ cái lực ma sát á, nó sẽ nhiều hơn, thì cái cơ hội để cái xe vượt qua đấy á, là nó sẽ tốt hơn. Và các bạn nên nhớ là các bạn chỉ cho phép bản thân các bạn có một cơ hội để vượt qua thôi. Cho nên là phải prepare, phải chuẩn, cái công tác chuẩn bị rất là quan trọng đó. Nếu cảm thấy cái gâm nó bị kẹt quá là phải đào ra bớt đó, để cho cái xe không bị cản trở gì khi nó vượt qua cái chướng ngại vật, cái chỗ lún đó. Thì xong mình xếp á, là hai cái lốp mà bị lún á, là mình xếp 4 cái khúc gỗ như vậy, 4 cái khúc gỗ to hơn, cao rộng hơn một găng tay như vậy, để cho nó có cái đường dài nó vượt qua đó. Còn bên mà không bị lún nhiều á, mình xếp mỗi bên cỡ khoảng là 2 cái thôi, để một cái khúc rất là mỏng để vào trong đó, để nó có cái độ bám luôn đó. Là như vậy là mình đạp, mà các bạn nên để giống như xe số tự động á, là các bạn nên để số thấp nhất đó. Tại vì là nếu có số tay thì là tiền hơn, để đi thu á, là cái lực xe nó nhồi á, nó sẽ mạnh hơn đó, thì cái cơ hội các bạn vượt ra khỏi các cái chỗ lún là cao hơn nhiều. Bây giờ mình sẽ quay cho mọi người xem cái khúc gỗ mà lúc này mình lót nó bị như thế nào nhá. Này, nó gãy ra luôn này. Yeah. Thấy cái đồ mỏng mình cắt nó chưa? Đó, thì nếu ví dụ như mình đi cắm trại vào mùa đông mà mình không mang cái cưa gỗ, thì đúng thật sự là bỏ tay là phải kêu người tới để kéo xe đó, hoặc là đi xung quanh cái khu mà cắm trại này là nhờ sự giúp đỡ của người khác. Cho nên á, cái cưa đó nó rất là lợi hại nhá. Vừa cưa được gỗ để đốt lửa giữ ấm nấu ăn cho mọi người trong cái mùa đông, mà lỡ có những cái trường hợp như thế này xảy ra, nó giúp bạn rất là nhiều. Mặc dù mang tiếng á, là bỏ tiền ra mua cái cưa đó, có thể nó mắc thật, vài trăm đô nó mắc thật. Nhưng mà nếu không mà có cái cưa này, các bạn đi mua củi đốt bao nhiêu năm, nó cũng bù lại cái tiền đó. Rồi bây giờ á, cái cưa này nó giúp mình thoát khỏi cái vùng lây này một lần, là coi như với mình gọi là money back guarantee rồi. Đó, là quá hợp lý luôn, không bao giờ tiếc luôn. Này, thấy chưa, cái bể này. Bên này là cái chỗ lún nhiều nhất rồi này. Này, nó bể tiếp này. Này. Đó, yeah.
đó, mình cứ xếp đó, mình cứ xếp là dọc dọc này, thấy chưa, mình xếp dọc theo cái đường của cái xe mình chạy á đó, là vượt qua hết. Nói chung là rất là may, và cái chuyến đi này là coi như lần đầu tiên mình bị kẹt luôn, nhưng mà cái chuyến đi này là để lại cho mình cái kỷ niệm rất là lớn luôn, và một cái bài học là lần sau mà buổi tối nó có tối á, cỡ nào á thì cũng phải xuống xe lấy đèn quan sát thật kỹ vị trí xung quanh rồi mới đi, chứ đừng có đi liều. Do hôm qua mình đi gấp gáp để mà mục đích là kiếm chỗ để mà cắm trại nữa, cho nên là tới đây quá trễ, cho nên là thành ra là nói chung là làm cái gì gấp gáp thì nó không tốt á, nhưng mà vượt qua được thì tốt, và phải học hỏi từ 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 những cái đó. Nhưng mà nhớ cẩn thận là cái mình khuyên các bạn đầu tiên là khi các bạn làm như thế này, chắc chắn một người có thể làm được thì có hai người trợ giúp, thì hai người trợ giúp là giống như ví dụ như mình với vợ mình chẳng hạn, thì các bạn nên nhắm là vợ các bạn hoặc là bạn của các bạn đứng ở đâu để chỉ đường cho các bạn một cách an toàn nhất. Tại ví dụ như mình lúc này mình đã nhắm là cái xe của mình nếu mà nó bị mất cái đồ bám, nó bị trượt, thì xe nó sẽ hướng đi chỗ không chính xác, nhưng mà xe nó sẽ hướng đi những chỗ nào, thì mình sẽ kêu vợ mình đứng một cái vị trí mà nó an toàn nhất cho vợ mình để không bị ảnh hưởng nguy hiểm. Đó là cái rất quan trọng mà mọi người chú ý nha, là đầu tiên là không nên đứng trước mùi xe, vì mọi người nghĩ là đứng trước mùi xe là có thể quan sát được, nhưng mà lỡ cái xe mà nó bị mất cái đồ bám, nó bị mất kiểm soát thì á, là bạn biết xe bạn sẽ đi về đâu, mà khi mà cái xe đã trượt rồi á là các bạn sẽ bị gọi là mất kiểm soát, thì những cái điều không những cái điều đáng tiếc sẽ xảy ra. Cho nên là rất là cẩn thận, là điều quan trọng đầu tiên là không đứng trước mùi xe nha, đứng một bên hông thôi, và đứng một bên hông nhưng mà phải nhắm là cái xe của bạn nếu mà slide thì nó có bị tông qua phía bên đó hay không. Đó thì thôi, mình sẽ nói gần còn lại là đi chơi vui là chính, an toàn là 10. Thì nếu mà cảm thấy không đủ đồ thì các bạn phải sắm để mà bảo vệ. Và thứ nhất nữa là đi chơi nếu mà không vượt qua được chỗ này là mất vui rồi, thấy chưa. Cho nên là lần cuối cùng khuyên các bạn nên sắm một cái bộ recovery track đó. Tại vì cái bộ này á là giống như kiểu mỗi xe thì nên có một cặp, ít nhất là một cặp, tại vì cái này là dùng sẽ bị hao mòn rất là nhiều, nếu mà bị như vậy là xe bám vào là mấy cái gái là sẽ bị hao mòn rất là nhiều. Cho nên là mình không thể là mượn của người khác được, từ bản thân mình là mình muốn mượn của người khác, tại vì lỡ mượn của người khác xong người dùng là bị hao mòn thì không lẽ mình là phải đền cho người ta cái bộ mới thì nó kỳ. Thì nếu mà thay vì như vậy thì từ đầu là mình đã tự mua cho mình một bộ cho bản thân mình rồi, thì mình cứ xài hoài thì không sao cả đó. Chứ trong trường hợp bất đắc thì mình phải mượn của người ta thì mất công, thì thay từ đầu là nên cố gắng đã xác định đi cắm trại dài lâu thì sắm một bộ như vậy là an toàn cho các bạn đó. Rồi, cảm ơn mọi người nha.